Theo tin từ Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, sức yếu, ông đã từ trần vào hồi 3 giờ 45 phút ngày 11 tháng 9 tại nhà riêng, số 10, ngõ 9, đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ được thông báo sau. Đại tướng Phùng Quang Thanh là vị tướng trưởng thành qua chiến đấu. Cuộc đời binh nghiệp của ông là một tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, ý chí và nghị lực vươn lên.